Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tri Phú chú trọng tạo nguồn phát triển đảng. Bình Nhân thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi. Bảo tồn tiếng nói chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ gìn bảo tồn trang phục dân tộc Dao. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được gần 1.300 tác phẩm, 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể cá nhân từ các địa phương, cơ quan đơn vị. Tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 2 tập thể được trao tặng giải thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023, gồm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tỉnh có 6 tác phẩm đoạt giải, gồm một giải A, tác phẩm Rừng có tiếng người của cố nhà văn Đinh Ngọc Diệp, giải B, tác phẩm Học bác để giữ rừng mãi xanh, truyền hình, tác giả Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Giải C có 3 tác phẩm, gồm Mùa phách nhớ người, âm nhạc, Nhạc Quang Thủy, thơ Tạ Bá Hương, tiểu thuyết Dễ rừng, văn học, tác giả Đỗ Anh Mỹ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tác phẩm Truyền nghề, nhiếp ảnh, tác giả Nguyễn Chính, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Giải khuyến khích, tác phẩm Gương người tốt, việc làm hay, xuất bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tính đến tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh đã tạo nghề cho hơn 3.300 lao động trình độ sơ cấp và đào tạo ngắn ngày cho lao động nông thôn. Toàn tỉnh có 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 3.320 lao động thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối tượng là người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân liên quan. Cùng với đào tạo nghề, nhiều giải pháp khác đang được triển khai thực hiện, gồm tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo, triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách của nhà nước, của tỉnh về giảm nghèo bền vững, tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, tạo nhiều việc làm để tăng thu nhập cho người dân. Vừa qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Ban tổ chức chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 và lễ hội Thành Tuyên năm 2023 tổ chức đêm hội Thành Tuyên năm 2023. Bằng tình yêu thương con trẻ và sự tài hoa khéo léo của người dân Tuyên Quang đã tạo nên một lễ hội Trung thu vô cùng sáng tạo, độc đáo để dành tặng cho các cháu thiếu niên nhi đồng và cũng để giới thiệu với du khách bạn bè trong và ngoài nước. Sau gần 20 năm sáng tạo, duy trì và phát triển, với 3 lần được xác lập kỷ lục Việt Nam, lễ hội Thành Tuyên đã thực sự trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của tỉnh Tuyên Quang. Chương trình đêm hội Thành Tuyên lung linh sắc màu được tổ chức với màn nghệ thuật hấp dẫn, hoành tráng, với sự tham gia của các diễn viên đến từ Đoàn nghệ thuật tỉnh Siêng Khoảng Lào, Đoàn nghệ thuật Châu Vân Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Nhà hát Tuổi Trẻ và các em học sinh trường tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang biểu diễn. Đan xen giữa các tiết mục ca múa nhạc là phần diễn diễu của 64 mô hình trung thu khổng lồ. Trong khuôn khổ chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 và lễ hội Thành Tuyên năm 2023, liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc năm 2023 cũng được tổ chức. Tham gia liên hoan có các làng văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu của 6 tỉnh Việt Bắc gồm Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Khuẩy Kỳ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thái Hải, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Các tỉnh Việt Bắc có tiềm năng lớn để khai thác phát triển du lịch, trong đó nổi bật là nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử phong phú, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng. Hiện nay các tỉnh trong khu vực đã hình thành và phát triển nhiều mô hình làng văn hóa du lịch, điểm du lịch cộng đồng để đón và phục vụ du khách. Phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn miền núi vẫn còn khó khăn trong phát triển đảng viên. Đứng trong hàng ngũ của Đảng, được chi bộ người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Khuôn Mạ, xã Tri Phú, anh Mang Ngọc Yên luôn tâm niệm phải gương mẫu nêu gương trong phát triển kinh tế gia đình cũng như công tác xã hội. Lúc đầu cũng rất là khó khăn bởi vì bà con trong thôn bản ấy thì cũng chưa nắm được là mình vào Đảng là làm những cái công việc gì, và thứ nhất là cũng do điều kiện gia đình. Thì sau vận động số bà con rồi là bây giờ cũng nắm bắt được là đi vào Đảng là mình sẽ hoàn thiện con người hơn để dẫn dắt bà con thôn bản để cùng nhau để phát triển kinh tế và phát triển gia đình ngày càng tốt hơn. Thực tiễn cho thấy, việc phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới hiện nay đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ, khỏe, có đủ năng lực tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Các tổ chức cơ sở đảng rất cần có thêm sức trẻ để đảm đương những trọng trách trong tình hình mới. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đang có nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp cho bài toán phát triển đảng viên vùng nông thôn. Sâu sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng đối tượng đảng ở các chi bộ đang được Đảng bộ xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa triển khai thực hiện thường xuyên liên tục. Để khắc phục những cái khó khăn về công tác phát triển đảng viên thì Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ hết sức là quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nên là Đảng bộ cũng đã có những giải pháp, nhất là hàng năm ra nghị quyết lãnh đạo và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị từ các tổ chức chính trị và chi bộ. Thì hàng năm ngay từ đầu năm thì giao nhiệm vụ đột phá đổi mới cho từng đồng chí là trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội và các đồng chí là bí thư và đảng viên trong các chi bộ về những nhiệm vụ cụ thể và giao chỉ tiêu cho từng chi bộ để phấn đấu làm sao đó là đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về công tác phát triển đảng. Chú trọng triển khai công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, qua đó góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng. Nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, đồng thời củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, hiện nay các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện các hạng mục của chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ghi nhận tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa. Một ngôi nhà kiên cố, mơ ước bao nhiêu năm nay của gia đình ông Đỗ Xuân Hoạch, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, nay sắp thành hiện thực. Được tạo điều kiện và hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình ông Hoạch được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà. Từ huyện đến xã cho đến các cơ quan đoàn thể rồi các ban ngành cũng quan tâm, tức là cử cán bộ đến để dỡ nhà hộ này, dọn dẹp hộ và hỗ trợ tôi làm một số cái vấn đề, tức là để chuẩn bị cái công tác chuẩn bị làm cái nhà. Làm được ngôi nhà thì nó chắc chắn rồi, thì gia đình tôi cũng hứa rằng cũng phấn đấu là thoát nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, xã chú trọng thực hiện các hạng mục, tiểu dự án như hỗ trợ các hộ gia đình thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước phân tán, chuyển đổi nghề nghiệp. Đặc biệt trong đó, xã chú trọng thực hiện chương trình nhà ở dân cư. Năm 2022, xã đã làm được 6 nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, đã có 7 trên 10 nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Có chương trình này vào thì sẽ hỗ trợ cho đồng bào dân tộc. Mà xã Bình Nhân là một những xã mà hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy là rất là khó khăn. Thì để hỗ trợ cho đồng bào thì chúng tôi cũng đưa vào thực hiện một số các chương trình dự án. Thì trong ba chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép vào thì trong đó có chương trình kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ấy. Cùng với hỗ trợ các hộ gia đình thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, xã cũng đang triển khai thực hiện hỗ trợ các gia đình chuyển đổi nghề nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã giúp cho các hộ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là phát huy ngôn ngữ và chữ viết, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Chữ của người Pà Thèn là chữ tượng hình, biểu thị một sự vật, hiện tượng, hầu hết trong đời sống hàng ngày, như mặt trời, con người, rừng cây, xa kéo sợi. Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của một tộc người. Mất tiếng mẹ đẻ cũng như mất đi hồn cốt, bản sắc văn hóa của tộc người đó. Các thầy mở lớp dạy tiếng Pà Thèn, cháu cũng xin vào học. Cháu cũng mong giữ được bản sắc của dân tộc Pà Thèn. Bà con rất là hưởng ứng và cũng có một cái gọi là tạo điều kiện cho các con đi học rất là đầy đủ hàng buổi. Những giờ lên lớp thì có những phụ huynh có thể là họ còn lên đây để họ ngồi dự xem là các thầy dạy như thế nào về để cho người ta dạy thêm. Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan đang được thế hệ trong gia đình ông Dương Minh Hải, xã Hồng Quý, huyện Sơn Dương bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Từ nhiều năm nay, ông đã nỗ lực để lan tỏa tình yêu, sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tới lớp con cháu. Hiện nay gia đình ông có 22 con cháu nội ngoại, vào mỗi kỳ nghỉ hè lại được ông dạy chữ, dạy tiếng, nghe ông nói về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bảo tồn sách thì từ thời xưa các cụ rồi bảo tồn sách cho con cháu mình dùng rồi. Còn bây giờ thì mình chỉ có bảo tồn là dạy làm sao mà được con cháu nó hiểu và nó biết, nó học được thì nó sẽ bảo tồn được. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng với những nét đặc sắc ấn tượng. Trong xu thế hội nhập, việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số là việc quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi tộc người. Hiện nay, đồng bào Dao ở Tuyên Quang vẫn còn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo. Để kho tàng văn hóa đặc sắc ấy được lưu truyền, cùng với việc thành lập câu lạc bộ bảo tồn và văn hóa Dao cấp tỉnh, thì các địa phương nơi có đông đồng bào sinh sống, các câu lạc bộ cũng được thành lập. Đây chính là nòng cốt để văn hóa Dao được gìn giữ và phát triển. Một trong những điểm khác biệt để nhận biết các ngành Dao chính là ở trang phục. Với mong muốn khôi phục và tìm lại chỗ đứng cho nghề thổ cẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Hang thành lập các nhóm sở thích. Từ chất liệu của cuộc sống muôn màu, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ đã tái hiện thành những họa tiết hoa văn sinh động trên từng vuông vải. Tranh thủ lúc nông nhàn, chị em ở nhóm sở thích chi hội phụ nữ thôn Nả Mu, xã Sơn Phú lại cùng nhau thêu dệt nên những tấm áo với đủ màu sắc. Những mẫu thêu truyền thống rất tinh xảo, thường là hình sao tháng 8, chữ thập, hình các con vật. Từ những công đoạn giản đơn đến phức tạp, những chi tiết nhỏ đến cách nhuộm lại tấm áo chàm, rồi tự tay thêu những bộ trang phục cho chính mình và người thân trong gia đình đã thể hiện sự tinh tế, khéo léo của người phụ nữ Dao. Biết thêu thì từ 12 tuổi bố cũng nói nhắc nhở đến ngày xưa ấy, ông cụ cũng nhắc là bảo người Dao thì mình phải truyền cho bà, truyền cho các cháu sau này các cháu lớn lại truyền cho các cháu thêm nữa. Tuyên Quang có đủ 9 ngành Dao cư trú ở khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi ngành đều có những nét văn hóa đặc trưng được thể hiện qua trang phục truyền thống. Năm 2019, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản, nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Tuyên Quang là chúng ta hội tụ đủ 9 ngành Dao. Mỗi ngành Dao thì đều có nét văn hóa đặc trưng riêng được thể hiện đặc biệt là qua cái bộ trang phục truyền thống.
về để bảo tồn trang phục của truyền thống dân tộc Dao thì năm 2019 thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu và lập cái hồ sơ khoa học di sản về nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ, huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Lâm Bình. Và về cái nghệ thuật trang trí trên trang phục của dân tộc Dao thì đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngành văn hóa thể thao và du lịch thì cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, rồi là vận động nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Dao nói riêng nâng cao cái ý thức trong cái việc bảo tồn trang phục truyền thống. Hiện nay thì tại một số địa phương, đồng bào đã chú trọng phục dựng lại cái nghề thêu may trang phục truyền thống, trở thành một cái sản phẩm du lịch, phục vụ khách du lịch, tuyên truyền giáo dục con cháu là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Điển hình là dân tộc Dao Đỏ tại xã Trung Hà, này, huyện Chiêm Hóa, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, rồi là nhóm Dao Tiền ở xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, xã Hồng Thái, huyện Na Hang và xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, rồi là Dao Quần Chẹt ở xã Thiện Kế, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, Dao Thanh Y ở xã Tân Long, xã Xuân Vân, xã Xuân Tân Tiến, huyện Yên Sơn thì đang tập trung đẩy mạnh cái công tác bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc mình. Việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số là hành trình lâu dài, không hề dễ dàng. Đây cũng là việc làm vô cùng cần thiết, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.